thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lợi dụng sự ảnh hưởng của đối tượng với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi hay còn gọi là đại án Việt Á xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ Việt Á, gọi tắt là công ty Việt Á và các đơn vị địa phương liên quan. Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố 38 bị can trong vụ án trong đó ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Theo cáo buộc, ông Chu Ngọc Anh khi đang ở cương vị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký nhiều quyết định, trong đó có quyết định phê duyệt danh mục 3 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia đột xuất phòng chống dịch bệnh, trong đó có nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo kit test phát hiện virus giao trực tiếp cho Học viện Quân y chủ trì và công ty Việt Á phối hợp. Sáng 27 tháng 8 năm 2020, ông Phan Quốc Việt, chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc công ty Việt Á, nhắn tin cho ông Chu Ngọc Anh để xin gặp nhưng không được phản hồi. Chiều cùng ngày, ông Phan Quốc Việt mang theo ba lô màu xanh, bên trong chứa 200.000 đô la Mỹ và một số bộ khẩu trang, nước rửa tay công ty Việt Á sản xuất đến trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, được dẫn lên phòng làm việc của cựu bộ trưởng. Tại đây, ông Phan Quốc Việt và ông Chu Ngọc Anh nói chuyện xã giao đồng thời ông phan quốc việt giới thiệu sản phẩm khẩu trang y tế mà công ty việt á mới nghiên cứu khi ra về ông phan quốc việt mở ba lô lấy túi ngoại tệ đưa cho ông chu ngọc anh và nói có chút quà cảm ơn ông chu ngọc anh sau đó mang túi quà này vào cất trong buồng ngủ phía trong phòng làm việc Khoảng cuối tháng 9 năm 2020, ông Chu Ngọc Anh dọn phòng làm việc để chuyển về trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhận nhiệm vụ mới là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thì thấy túi quà này, mở ra thấy 200.000 đô la Mỹ gồm hai cọc, mỗi cọc 10 tệp, mỗi tệp 100 tờ mệnh giá 100 đô la Mỹ. Theo kết luận điều tra, ông Chu Ngọc Anh không trao đổi, bàn bạc, thỏa thuận, thống nhất với ông Phan Quốc Việt về việc đưa, nhận tiền và cũng không gây khó khăn nhằm mục đích để ông Việt phải đưa tiền do đó không xem xét bị can Chu Ngọc Anh này về tội nhận hối lộ. Những thông tin tiếp theo liên quan vụ án này sẽ được báo Thanh niên liên tục cập nhật tại địa chỉ thanh vn cùng kênh YouTube báo Thanh niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.